Xin chào tất cả các bạn, những con người đầy đam mê và nhiệt huyết. Tôi là Viết Thành, hiện nay tôi là giám khảo và biên đạo cho cuộc thi Show You Think You Can Dance Việt Nam và cuộc thi Vũ điệu Xanh Việt Nam 2015. Cũng như là đầu năm, tôi đã làm giám khảo cho cuộc thi Hip Hop quốc tế tổ chức tại Sacramento, Mỹ mang tên Sweet 16 và cuộc thi Funky Fresh tổ chức tại Bologna, Ý. Tôi rất vui được đồng hành cùng với các bạn trong cuộc thi nhảy Flat Mode Online mang tên Vũ điệu Hoa Phượng do Thành đoàn Hội Sinh viên thành phố Hải Phòng kết hợp với nhãn hàng Sim Hoa Phượng của Mobifone tổ chức dành cho thanh niên và sinh viên thành phố Hải Phòng. Trong phần thi của mình, các bạn có 5 phút. 4 phút là các bạn phải nhảy theo những cái gì tôi hướng dẫn trên nền nhạc của chương trình. Còn 1 phút còn lại thì các bạn hãy tự do sáng tác tất cả những cái gì mà mình yêu thích về thành phố Hải Phòng. Các bạn hãy thể hiện tình yêu của mình để tôi xem tình yêu của các bạn đối với thành phố Hải Phòng như thế nào nhé. Các bạn thân mến, ngoài những giải thưởng do ban giám khảo quyết định, còn một giải thưởng dành cho đội được yêu thích nhất, đó là giải thưởng do khán giả bình chọn. Trước khi vào phần hướng dẫn chi tiết, chúng ta hãy đến với phần trình diễn của tôi cùng với Milky Way Big Toe Crew sẽ ra trình diễn cho các bạn một bài nhảy bắt buộc trên nền nhạc Bến Cảng Quê Hương Tôi của nhạc sĩ Hồ Bắc do nhạc sĩ Hồ Hoài Anh remix dành riêng cho chương trình. Xuân sáng trên bến cảng, đàn hải âu tung cánh bay dẫm trời. Cảng của ta vui đón bao chuyến hàng, những chuyến hàng bè bạn từ xa xôi, những chuyến hàng Việt Nam gửi đi muôn nơi. Tuổi thanh xuân thiết tha với bến cảng, ta chiến đấu nơi đây bao ngày đêm, nghe sóng vỗ mênh mang khi chiều lên. Ta bám biển, ta bám tàu, cho những con tàu mau rời sang bến mới, cho những chuyến hàng đi rừng xoay đất nước.
Xin chào tất cả các bạn. Và bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn phần chi tiết của bài nhảy. Đầu tiên, chúng ta sẽ vào từng đôi như vậy. Nếu đội của các bạn có 30 người thì các bạn sẽ chia ra làm 3 nhóm, 10 người ở phía trên, hai bên mỗi bên 10 người. Đó, và các bạn cũng sẽ đứng thành mỗi một cái 10 người, các bạn sẽ chia ra là 5 người ở phía trên, 5 người phía dưới, 5 người trên, dưới như vậy. Thì các bạn sẽ chia ra các cột như thế rất dễ. Và tôi dựng rất dễ để các bạn nhảy, có nghĩa là chỉ hai người di chuyển quanh nhau. Vì vậy các bạn sẽ rất dễ. Bây giờ bắt đầu vào bài. Đầu tiên, những người đứng ở phía trên chúng ta sẽ cúi đầu. 8 nhịp đầu tiên chúng ta sẽ ngẩng mặt lên. 8 nhịp chúng ta ngẩng mặt lên. Đó, được chưa? Rồi, 8 nhịp tiếp theo chúng ta bắt đầu vuốt tay, những người ở phía trên vuốt. 1, 2, 3, 4. Khi 4 nhịp, những người ở phía sau tiếp tục 5, 6, 7, 8. Tiếp theo, chúng ta sẽ di chuyển, những người ở phía dưới sẽ di chuyển về bên phải, những người ở phía trên sẽ về bên trái, và chúng ta sẽ di chuyển theo hình vuông. Được chưa? Bắt đầu đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4. Đó, chúng ta sẽ về và sẽ đổi ở phía sau lên phía trước, đi theo hình vuông, di chuyển phía sau lên phía trước và phía trước về phía sau. Được chưa? Tiếp tục, khi mà chúng ta về đến điểm này thì ở phía sau các bạn sẽ đẩy lên, ở phía trước sẽ cúi người xuống. Đó, như vậy. Và chúng ta vào nhịp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiếp theo, chúng ta sẽ đảo người. Ở phía trước, những người ở phía trước, các bạn sẽ đảo người sang bên trái. Các bạn chống hai tay vào hai đầu gối và bắt đầu các bạn đảo. Như vậy. Khi các bạn đi được 4 nhịp thì hàng phía sau bắt đầu bám theo. Đó. Ở đây, cái vòng tròn này chúng ta sẽ dùng 2 lần 8. Bắt đầu. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 lần 8 chúng ta sẽ về hàng dọc như vậy. Và lần 8 tiếp theo, chúng ta sẽ di chuyển sang hai bên. Các bạn chỉ cần, nếu như các bạn không giỏi về sóng, các bạn chỉ cần ngả người, xong các bạn xoay. Còn nếu bạn nào mềm thì các bạn có thể hơi đưa cái đầu sang xoay. Đấy, thực ra đưa cái đầu sang xoay nó cũng không có gì là khó. Các bạn nên làm cái đó thì nó sẽ đẹp hơn. Các bạn nghiêng cái đầu. Đó, ở phía trên chúng ta sẽ sang bên trái, nghiêng đầu, xoay. Đó, sau đó chúng ta duỗi cái tay ra, hất cái vai lên, duỗi tay ra và vỗ vào nhau. Đó, ở phía sau thì sẽ sang bên phải, chúng ta sẽ vỗ tay vào nhau như vậy. Và sau đó, ở phía trước chúng ta sẽ văng cái tay qua đầu, ở phía sau bám tay theo, hạ xuống. Đó, như vậy. Rồi, tiếp theo, hàng ở phía trên sẽ nghiêng về bên trái, hàng phía dưới về bên phải. Chúng ta sẽ xoay hai tay vào nhau như vậy, 4 nhịp, 1, 2, 3, 4, và lên. Kết. Khi lên như thế này thì hàng ở phía dưới, các bạn đang đứng chân như vậy, các bạn sẽ rút về bên phải. Ở phía trên, chúng ta sẽ rút về bên trái. Nó sẽ tạo ra cái hàng so le nhau như vậy. Đó. Ở đây thì các bạn sẽ rất dễ để nhảy. Đó. Rút ra và nó có một tiếng bùm của âm nhạc. Chúng ta sẽ giơ thẳng hết tay lên như này, các bạn xòe ngón tay ra như vậy. Để khi mà chúng ta cùng nhảy đông người flat mode ấy, thì nó sẽ tạo nên hiệu ứng rất là đẹp và âm nhạc như thế này. Nó, khi mà các bạn vỗ cái tay như này với cái tay thẳng lên và cái chân nhảy thì nó giống như là cái loa đập bùm 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 vào âm nhạc. Nó sẽ rất là hay và làm hưng phấn cho những người xem cũng như chúng ta nhảy. Ở đây chúng ta sẽ nhảy 8 nhịp bật lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Khi các bạn bật 8 nhịp thì các bạn bật thêm cho tôi một nhịp nữa để cho hai tay của các bạn bắt chéo vào nhau, bắt vào nhịp tiếp theo, bắt vào động tác tiếp theo. 2, 2, các bạn sang. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ở đây chúng ta duỗi thẳng cái tay như vậy, chân chúng ta đứng như vậy. Và ở đây các bạn luôn luôn phải nhớ cái chân nó nhún như vậy để nó giữ cái nhịp. Còn cái tay của các bạn sẽ hoạt động ở phía trên để bám vào cùng với hòa nhịp với cái chân. Thì nó sẽ tạo nên động tác rất là đẹp. Và chúng ta bắt đầu vào nhịp. 5, 6, 7, 8 đi. 1, 2, 3, 4 ngược lại. 5, 6, 7,
8 đi, 2, 2, 3, 4 ngược lại, 5, 6, 7, 8. Như vậy. Đó, và sau đó chúng ta sẽ về kết bùm. Đó. Khi chúng ta kết bùm ở đây là bắt đầu chúng ta sẽ vào cái giai điệu. Cái giai điệu của bài hát. Thì, cái giai điệu nó sẽ kéo 1-2 câu đầu và đến cái điểm nhấn của nó thì chúng ta sẽ bắt đầu vào âm nhạc. Khi bắt đầu vào âm nhạc, chúng ta sẽ vào động tác nhảy như sau. 1. Các bạn đẩy thẳng cái tay lên trên. Các bạn có thể đẩy chỉ cái tay hoặc các bạn nắm đấm vào cho tôi cũng được. Đó, nắm đấm vào thì nhìn nó sẽ khỏe hơn. 1. Nhưng mà chỉ thì nó sẽ đẹp ở trong cái động tác chỉ ra như thế này. Đó, nắm đấm thì nó sẽ khỏe. Bây giờ chúng ta sẽ quyết định là tất cả là nắm đấm nhá, cho nó dễ nhá. Nắm đấm 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8. Khi ở nhịp 8, chúng ta sẽ thêm 4 nhịp nữa để chuẩn bị bắt vào đoạn thứ 2. 1 2 lùi xuống 3 4. Khi bắt đầu vào lời hát, chúng ta sẽ có 1-2 câu đầu bỏ qua. Sau đó khi vào điểm nhấn của lời hát thì chúng ta sẽ bắt đầu vào động tác. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng vào động tác. 1. Chúng ta bước chân sang, đưa tay thẳng lên, chúng ta nắm đấm vào. 1 2 sang ngang, 3 đổi tay, 4 sang ngang, 5 hai tay, 5 6 7 chúng lại duỗi ra hai tay ra, 8 nhịp kép. Tiếp 2 2 3 4 nhịp kép, 5 6 7 8 chúng ta bước lên. 1 2 3 4 tiếp tục vào đoạn tiếp theo. Chúng ta bước chân phải sang bên phải, với cái tay trái chúng ta đưa chéo về bên phải. 1 2 chúng ta lướt sang, 2 3 4 nhịp kép, 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 tiếp tục 3 2 3 4 5 6 7 8 hai cái đơn nữa. 2 3 4 tiếp theo. Đoạn này là sẽ là đoạn gian tấu một chút và chúng ta sẽ vào những động tác tay. 1 2 chúng ta để vuông cái tay ra. 3 gập trước mặt. 4 5 chúng ta duỗi tay phải ra. 6 ngược lại. 7 có hai tay về trước mặt như vậy. 8 chúng ta duỗi hai tay ra. 8 đi. 2 2 chúng ta quay sang bên trái. 3 4 chúng ta đổi chân. 3 4 5 6 7 8 chúng ta đổi chân về trạng thái như vậy. Tiếp tục 3 chúng ta đưa tay phải lên. Khi chúng ta chỉ chúng ta đưa cái khuỷu tay lên trước. 3 2 tiếp tục với tay trái. 2 chúng ta đưa hai tay vào nhau. 3 co về đây thì chân trái chúng ta sẽ gập đầu gối. 4 và chúng ta sẽ nhấn ở đây. 5 6 7 8. Khi nhấn cái này các bạn nhớ phải cho cả cái ngực và cái đầu gối vào. Đẩy lên, nhấn, nhấn như vậy. Chưa? 8. Tiếp tục. 4 chúng ta vòng xuống. 4 2 3 4 nghiêng người. 5 chạm tay phải vào chân phải. 6 7 8. Rồi, tiếp theo. 1, chúng ta gập người xuống, hai tay bắt chéo, đưa chân phải về bên trái. 1, 2, chúng ta hơi thấp người xuống. 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Sau đó chúng ta sẽ lướt chân phải về bên trái. 1, 2 vỗ tay, 3, 4 vỗ tay ở dưới lên, 5, 6 ở trên, 7, 8 ở trên. Được chưa? Sau nhịp này chúng ta sẽ bước lên, 1, 2 xuống, 3, 4. Và chúng ta lại tiếp tục vào đoạn mới. Sau đoạn này và đoạn tiếp theo thì sẽ có một cái câu hát ngắn, chúng ta sẽ bỏ qua cái đoạn đó. Sau đó chúng ta sẽ đến phần dạo giữa của bài. Ở đoạn này sẽ không có lời hát, nó chỉ có nhịp thôi. Và chúng ta sẽ vào động tác như sau. Các bạn sẽ bước chân phải về bên phải, và với hai tay của các bạn giơ lên cao như vậy, các bạn vẫn vẫy như động tác nhảy lên, nhưng bây giờ chúng ta sẽ không nhảy lên, chúng ta bước sang như vậy. 1, 2 bắt chéo chân trái ra sau, 3 chân phải sang phải, và 4 chúng ta chập lại. 5, 6, 7, 8 quay về, 5 hơi nghiêng người đi một chút, 6 ngang người, 7 và 8. Tiếp theo chúng ta lại bước y hệt như vậy, nhưng với cái tay, hai tay xoắn vào nhau, đi 2, xoay 2, 3, 4, quay về chúng ta quay ngược tay lại, 5, 6, 7, 8. Được chưa? Khi chúng ta quay ngược về đến đây thì chúng ta bắt đầu vào bước đều. Chúng ta nhấc cái chân phải lên, tay phải chúng ta kéo lên theo chân phải. 1, 2, 3, 4. Tương tự như vậy, quay 5, 6, 7, 8. Quay 2, 2, 3, 4. Quay 5, 6, 7, 8. Đoạn này chúng ta sẽ đi thẳng lên và tay hướng lên trên cao. Đi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lùi lại xuống 2, 2, 3, 4. Lùi 5, 6, 7, 8. Đến đây chúng ta sẽ quay nhìn thẳng về khán giả và động tác như là kéo lưới. Đi 1, 2. Ở đây là mỗi một cái tay đấy tương ứng với 2 nhịp. 1, 2, 3, 4. Đi 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đó. Và để cho động tác nó đẹp hơn thì các bạn phải có cái người vào. Đầu tiên chúng ta chỉ nhún 1, 2, 3, 4. Nhưng 5, 6, 7, 8 thì chúng ta sẽ đẩy cái sóng người nhẹ lên như vậy. Đi 5, 6, 7, 8. Tiếp 2, 2, 3, 4, 6, 5, 6, 7, 8. Chưa? Rồi, và chúng ta vào phần tiếp theo. Khi hết đoạn dạo, chúng ta sẽ vào cái lời hát tiếp theo. Và chúng ta sẽ có một đoạn của đoạn đầu quay lại. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và đến đoạn là xem bon nhanh thì chúng ta sẽ làm theo, nhấn theo cái lời của bài hát như sau. Xe em bon nhanh và tóc em bay trên sóng biển quê hương. Lùi xuống. Đó. Anh công nhân bốc xếp đã mang bao tấn thép, như dũng sĩ biển Đông vai sắt chân đồng. Bùm. Đấy, chúng ta sẽ dừng lại ở điểm đó. Ở điểm này thì chúng ta sẽ tiếp tục vào nhịp. Vào cái câu hát tiếp theo chúng ta nhấn vào nhịp. Và chúng ta sẽ lướt cái tay. Ở đoạn trước đã có động tác đó rồi. Bây giờ tôi sẽ làm lại để các bạn nhìn thấy. Đi 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiếp theo chúng ta sẽ vào đoạn tay không. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Đến đây, chúng ta lại quay lại đoạn đầu tiên. Bật lên và nhảy như vậy. 2, 3, đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đi. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đến đây các bạn đổi chỗ cho nhau. Đổi. Đổi chỗ, xoay vòng, đổi chỗ. Đó, sau đó chúng ta sẽ quay lại đoạn dạo. Đoạn dạo này thì có 16 nhịp cuối cùng là nó sẽ thay đổi. Còn dạo đầu thì nó giống như cái đoạn dạo giữa. Chúng ta chuẩn bị 5, 6, 7, 8, đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đến đây, chúng ta bắt đầu thay đổi. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta chỉ vỗ tay như vậy. Và cái cuối cùng chúng ta sẽ bật chân đạp chéo sang. 4, 2, kép 3, 4, đi. 5, 6, kép 7, 8. Kết chúng ta đưa chân trái về, tay nắm đấm lên. Có tiếng bùm. Thứ hai, xòe tay bùm. Đó là cái kết. Và chúng ta sẽ giữ ở đây, ở cái kết. Tất cả những gì cần nói tôi đã nói. Và tác phẩm chỉ có vậy thôi. Bây giờ nó là phần thể hiện của các bạn. Hãy sáng tạo trong clip của các bạn thật là bùng nổ. Và hẹn gặp lại các bạn tại đêm gala trao giải mang tên Tôi Yêu Hải Phòng tại quảng trường nhà hát thành phố. Xin chào. Khi xuân sang trên bến cảng, đàn hải âu tung cánh bay dẫm trời. Cảng của ta vui đón bao chuyến hàng, những chuyến hàng bè bạn từ xa xôi, những chuyến hàng Việt Nam gửi đi muôn nơi. Tuổi thanh xuân thiết tha với bến cảng, ta chiến đấu nơi đây bao ngày đêm, nghe sóng vỗ mênh mang khi chiều lên. Ta bám biển, ta bám tàu, cho những con tàu mau rời sang bến mới, cho những chuyến hàng đi rừng xoay đất nước.
ty viễn thông Mobifone.